Hello, xin chào mình là Zoe đây và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái con chuột Helios đến từ Hyperwork và mình đã có một cái khoảng thời gian chơi rất là nhiều game với cái con chuột này và mình có cái cảm nhận đó là về cái, cái cảm nhận đầu tiên thì khi mà mình vừa cầm vào con chuột thì mình thấy là ồ oh, đây là một cái con chuột mà giống như lại cái con G Pro X nhất mà mình từng cầm vào đó. Nhưng mà nó chỉ có một điều là nó thu nhỏ này thôi Cho nên là nếu mà các bạn cầm một cái con G Pro X mà các bạn thấy nó còn quá to thì các bạn có thể là chọn mua cái con này để mà bạn sử dụng Và trước khi mà mình đi vào review thì mình sẽ nhắc trước luôn là đây không phải là một cái mà thiết kế nguyên bản của thiết kế gốc của Hyperwork mà đây là chắc chắn là một cái con mà HBC01 của IronCat nhưng mà để mà có một cái hãng những hàng của Việt Nam á đem về xong rồi claim một cái con chuột OEM và nó thuộc về là của Hyperwork á và nói chung là có những cái giống như là Uh, bảo hành rồi uh, đổi trả những cái chính sách đổi trả nó đều được làm tại Việt Nam mình hết chứ cho nên là nó mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn cho người Việt mình để mà có một cái con chuột gaming như thế này thì về chất lượng của con chuột thì mình thấy là về cái phần hông á thì nó cũng khá là ok so với một cái con chuột mà nếu mà không phải là hai lấy về đó, thì nó sẽ là một cái con chuột mà OEM Trung Quốc thì mình thấy là với cái chất lượng nó rất là ok luôn và về mặt cái quản lý cái khâu quản lý chất lượng á thì cái con chuột này cũng rất, rất, rất là ok tại vì về cái phần hông á thì mình đã thấy qua nhiều cái con chuột trung quốc là cái phần hông nó khá là dẻo nhưng mà với cái con chuột này thì mình thấy là khá là ổn định nó khá là ok mình không có một cái vấn đề gì hết nó cứng cáp nó hoàn toàn là nó không có bị một cái vấn đề gì về khi mà mình bấu nó quá mạnh á thì nó sẽ bấm về cái nút hông á cho nên là mình thấy là không có vấn đề gì về cái chất lượng còn về cái lớp phủ á thì mình cảm thấy là mình khá là bất ngờ với cái lớp phủ này tại vì trước khi mà mình dán grip tape á mình cầm thử á, thì mình cảm thấy là nó khá là bấm tay nó ok ok để sử dụng nó không phải là kiểu như là một cái con razer hay là một cái con mà g pro x cấp với một cái lớp phủ mà cao su nhưng mà mình thấy là nó cũng tương đối là có thể xài được chứ không phải là kiểu nó cực kỳ bám tay giống như một cái con x 11 r hoặc là x 12 hai w còn về cái việc mà bám đất thì nó cũng khiến cho mình khá là bất ngờ thì nó bám đất khá là ít cho nên là mình cũng không có vấn đề gì với cái lớp phủ của con chuột này còn về cái dáng chuột của con chuột này thì như đầu video mình đã nói là đây là một cái con chuột mà nó có một cái dáng mà rất là g pro x nhưng mà được thu nhỏ này luôn á cho nên là nếu các bạn là một cái người mà có bàn tay trung bình hoặc là bàn tay nhỏ thì các bạn có thể cầm clo với con chuột này khá là thích luôn và về cái phần mà các bạn có thể thấy là cái phần hông của con chuột á thì nó không có được vuốt vào nhiều cho nên là nó cầm thì nó cũng không bị hẹp tay quá so với lại là những cái con chuột mà nó có cái phần vuốt hông này như là cái con Viper Mini đi. Thì mình thấy là Viper Mini khi mà có cái phần vuốt hông thì nó khá là hẹp nhưng mà cái con này thì cầm khá là ok. Mình không có vấn đề gì hết. Nó chỉ là một cái con Chipper X thu nhỏ lại thôi và với Chipper X thì mình cầm mình cầm ổn luôn á, mình không có bị một cái vấn đề gì về cái dáng chuột hết. Và khi mà mình chuyển qua cái con này mình sử dụng thì mình thấy là uh, nó cũng nhỏ hơn một xíu nhưng mà mình cũng không có bị một cái mà kiểu vấn đề gì hết với cái dáng chuột này và nhưng mà nói là một cái người mà cầm claw thì cầm cái con chuột này khá là ok và cầm finger tip thì mình cảm thấy là cũng ok ấy, nhưng mà nó hơi ngộ xíu tại, là tại vì cái phần mà cái chiều cao cái lưng của cái con chuột thì nó khá là nó khá là cao ấy. cho nên là khi mà mình kiểu di như thế này nè lên xuống như thế này nè thì nếu mà để cái phần mà ngón cái phần này nè cái phần này của lòng bàn tay nó thấp quá thì nó sẽ bị cọ vào cái lưng của con chuột cho nên là nếu mà các bạn cầm finger tip kiểu cao cao như thế này thì nó là một cái điều quá là bình thường luôn và cầm khá là ok luôn á còn về trọng lượng thì cái con chuột này mang một cái trọng lượng là 60 g thì nó cũng nói chung là một cái con chuột g -pro X nó thu nhỏ lại và cái phần tạng nó để nguyên ấy cho nên là kiểu thu nhỏ lại nhưng mà cái trọng lượng nó cũng không có thu nhỏ được bao nhiêu đáng kể nhiêu cho nên là mình thấy là nó cũng với 60 g thì nó cũng không có hành vấn đề gì hết. Mình cũng không có mà kiểu kiểu khắc khe quá với cái trọng lượng 60 g này của một cái con chuột Size nhỏ nhưng mà mình thấy là nó sẽ ok hơn nếu mà nó là một cái con chuột mà có một cái trọng lượng ở giữa 50g với 60g với 55g cái thứ á, thì như các bạn biết là VGN 1 nó cũng là 55g cái thứ rồi đó các bạn hiểu không? Vì là một cái con chuột xe nhỏ và mang cái trọng lượng là 60g cho nên là mình cảm thấy là cái con chuột này nó khá là đặc. Nó khá là đặc cái phần ở giữa cho nên là cái việc mà cân bằng trọng lượng của con chuột á mình thấy là khá là tốt nó không có một cái vấn đề gì hết và mình không có một cái vấn đề gì về cái trọng lượng của con chuột này hết còn về cái cảm giác bấm với lăng á thì với cái bộ mà huano blue shell pink dot thì sao á hoặc là transparent nữa mình cũng không có nhớ rõ nữa nhưng mà với cái bộ suốt này á thì cái cảm giác đầu tiên mà khi mà mình Dựa cầm con chuột vào mình bấm á thì mình cảm thấy là nó khá là nhẹ để mà mình phải chơi game cho những con chuột này tại vì khi mà mình flick á, những cái pha flick như thế này nè thì mình hay dễ bị, bị kiểu bị click cái, cái nút chuột phải á, cho nên là mình cảm thấy nó khá là khó chịu đó mình chơi nhưng mà sau một cái khoảng thời gian chơi game á thì mình thấy là cái nút chuột trái nó bắt đầu nó nhũng ra và cái nút chuột phải thì nó cũng đỡ hơn cái lần đầu mà mình chơi game á và mình cũng modify một xíu với cái 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 nút chuột này thì mình đã kiểu uh, bẻ cái nút cái chuột lên một xíu á để mà nó đỡ bị slam hơn á, đỡ bị kiểu flick mỗi lần mình flick mà nó click chuột hơn á cho nên là mình thấy là sau khi mà mình mod vậy á thì mình có thấy nó khá là phù hợp với mình. Hiện tại hiện tại thì cảm giác bấm á thì nó cho mình cái tiếng á thì nó khá là nó khá là giòn lúc đầu nhưng mà sau một khoảng thời gian sử dụng á thì nó bắt đầu nó đục 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 đi một xíu và nó từ từ nó lại, lại lại nhưng mà nó vẫn cho mình một cái cảm giác rất là ăn chuột, chỉ là nó không có được nảy được gọi là đanh như là một cái con giống như là Aria XD7 mà mình đã từng review đi thì cái con chuột đó cái tiếng bấm của nó rất là giòn rất là đanh nghe rất là sướng luôn nhưng mà khi khi mà mình đeo tai nghe mình bấm cái con Aria XD7 thì mình vẫn nghe được rất là rõ luôn kiểu cảm giác rất là vui tai luôn nhưng mà với cái con chuột này thì mình bấm thì lâu lâu mình nghe được nhưng mà lâu lâu mình không nghe được và mình cảm thấy là về cái cảm giác nó cho thì ok rất là tốt nhưng mà về cái cái âm thanh nó cho mang lại thì nó không có được dò bằng những cái con chuột khác kể cả một cái con chuột là Viber V2 Pro đi thì cái âm thanh của con Viber thì nó nghe nó vẫn sắc hơn thì mình cho các bạn nghe cái tiếng của bấm của con chuột nè đó thì với cái với cái tiếng click này thì mình cảm thấy là nó cũng khá là ok nếu mà bạn không phải là một cái người mà thích những cái tiếng kiểu nó quá đanh và nó vừa đủ để mà các bạn có thể cảm nhận được thì cái click chuột này là một cái click chuột khá là ok còn về cái con lăng thì mình thấy là cái thiết kế con lăng này khá là ngộ tại vì bình thường là cái con lăng của người ta là nó kiểu nó cong 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 ở cái phần giữa đúng không nhưng mà cái con lăng này là kiểu nó flat luôn nó kiểu thẳng băng luôn các bạn thấy không nó thẳng băng luôn cho nên là khi mà mình vừa mới lướt vào á mình lướt cái con lăn này á mình lăn cái con lăn nó cảm giác nó nó ngộ ngộ tại vì bình thường á là mình lăn mình không có lăn ở giữa cái con lăn đâu mà mình lăn ở cái phần bên 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 cạnh đây nè nó gần cái cái nút chuột trái á thì mình lăn như thế này là nó kiểu nó ergonomic nó gọi là công thái học nhất rồi đúng không thì tại vì cái ngón tay mình cầm con chuột như thế này thì cái ngón tay phải xéo thôi thì mình lăn như thế này và khi mà mình lăn thì nó rất là sắc cảm giác nó rất là sắc và cảm giác nó rất là ngộ nhưng mà mình thì cũng không có vấn đề gì với cái con chuột này hết còn uh, phía chuột thì mình đã tháo ra hai cái miếng này và mình thấy là hai cái miếng này thì trên cái con HPC 01 một thì nó là hai cái switch có thể thay thế được nhưng mà với uh, Helios của Hyperwork thì họ đã tối ưu hóa họ đã tinh chỉnh lại được để mà loại bỏ hai cái kiểu tháo ra lắp vô này để mà nó không có bị nhũng ra hoặc là nó không có bị những cái vấn đề về switch bấm cái thứ á thì mình thấy là đây cũng là một cái mà tinh chỉnh nhỏ mà khá là ok đến từ Hyperwork thì mình không có vấn đề hết và mình đã phải gỡ ra để, để mà mình chơi trên những cái combat control cho nó không có bị gì quá tại vì có thêm hai cái miếng BTP thì nó lại gì cái con chuột này quá nhưng mà mình thấy là với hai cái fit như thế này á thì mình có thấy là nó mượt mà nó không có một cái vấn đề gì hết và trên cái con game Serida thì mình di á ví dụ như mình di mà những cái kiểu di nhiều Di xa như thế này nè Thì mình cảm thấy là Nó không có bị một cái vấn đề gì Về phít uh, trụ hết Chỉ có là mình kiểu Nó bị quá trơn Khi mà mình uh, uh, Micro flick uh, Micro control cái thứ ấy, Thì nó chỉ bị như vậy thôi Cho nên là Khi mà mình tháo hai cái miếng này ra Thì mình sẽ không có còn Mà cầm finger tip Được gọi là Chính xác ấy. Cho nên là Yeah Fit chuột thì mình thấy là khá là ok và đây cũng là một cái bộ fit Trung Quốc mình thì mình đã xài rất là nhiều cái con chuột mà có bộ fit này rồi cho nên là nó cũng, uh, cũng nằm ở cái mức ok thôi chứ nó không có phải là quá đẳng cấp giống như là những cái con fit những cái bộ fit mà kiểu Tiger Eyes hay là Corpad Pro Air các thứ thì còn về mắt đọc thì là 3395 Motion Sync thì cái này mình không cần phải nói nhiều về cái con mắt đọc nữa tại vì nó quá là nó quá là kiểu 2023 rồi nó quá là tiêu chuẩn rồi nó không có còn mà một cái gì đó đặc biệt ở trong cái thế giới chuột hết cho nên là mình không có cần phải bàn tán gì nhiều thêm về cái con mà bay 95 này nhưng mà với cái con 395 mà nằm với những con Helios này á mà được tinh chỉnh lại á, thì mình cảm thấy là nó ok nó không có bị một cái vấn đề gì hết và khi mà mình test với lại phần mềm cũng như là kiểu test những cái tần số quét rồi motion sensing cái thứ thì mình thấy là nó cũng khá là ok cho nên là mình không có vấn đề gì với cái con mắt đọc này và về cái độ trễ khi mà mắt đọc không dây các thứ độ trễ không dây độ trễ click độ trễ nút bấm được độ... nói chung là đủ thứ thì mình cảm thấy là nó nó được tối ưu khá là tốt và mình thì mình cảm thấy là nó không có một cái độ trễ nào hết mình chơi game thì vẫn bình thường thì uh, đi run thì vẫn bình thường thôi cho nên là mình thấy là cái con chuột này về cái con mắt đọc của nó thì mình không có một cái vấn đề gì hết còn về pin với dây thì mình cảm thấy là với cái con chuột này thì nó có thể cho các bạn là được khoảng gần một tuần chơi game thôi chứ không nó không có nhiều tới cái mức mà một tuần chơi game tại vì với một cái con chuột nhỏ mà 60 mươi gram thì mình cảm thấy là nó sẽ có một cái cục pin bự và có một cái cục pin bự á, thì nó đảm bảo cho các bạn là chơi game được lâu dài các thứ nhưng mà bị một cái á, là mình không biết mcu là cái gì và mình không biết là cái tối ưu hóa mà cái điện năng tiêu thụ của cái con chuột này nó như thế nào cho nên là cái việc mà hao pin thì mình cảm thấy là nó cũng hao khá khá nhưng mà nó cũng không có tới mức mà các bạn kiểu hai ba ngày các bạn sạc lần giống như là một cái con Pulsar X2 cũ hoặc là một cái con Pulsar X Live V2 cũ cho nên là mình thấy là tối ưu nó cũng khá là ok nó không có bị một cái vấn đề gì về pin và dây hết Và dây thì cắm vào chơi game thì nó cũng mượt mà Nó cũng, nói chung là dây nó cũng mềm Một cái con chuột iron như thì các bạn biết là cái con Zero Pro nó như thế nào uh, One Pro nó như thế nào Thì các bạn có thể expect được là cái con chuột này Cái chất lượng của nó sẽ như thế nào thôi Và có nhiều cái mà mình cần phải đề cập tới Đó, đó chính là những cái về firmware rồi phần mềm phần cứng cái thứ thì phần mềm Hyperwork cũng đã làm một cái phần mềm mà Hyperwork Helios dành cho cái con chuột này thì mình thấy là nó cũng OEM bình thường nó cũng không có vấn đề gì hết nhưng mà mình có cái một cái điều mà mình quan ngại là sau này những cái update về firmware thì liệu là cái hãng hãng sản xuất giống như là Iron có gửi về cho Hyperwork một cái firmware để mà update cái cái bộ đồ lòng của cái con chuột này không hay là họ chỉ gọi là gọi là đưa cái con chuột này rồi xong đúng không? họ chỉ mua cái bản thiết kế của cái con chuột này rồi xong, nó không có một cái phần web đến này hết. và mình biết đó là hai không phải là một cái hãng mà chuyên sản xuất về chuột về gaming và họ cũng không có chuyên nhiều về gaming và nhiều gọi là phát triển một cái con chuột chơi game mà nó kiểu nó dành để chơi hard đó thì mình thấy là những cái đó thì nó cũng đáng quan ngại nhưng mà có thể có lẽ là mình đi quá sâu về cái vấn đề này rồi nhưng mà mình thấy là nếu mà không có có hay không phân que thì mình cũng thấy là nó cũng khá là ok thì tại thời điểm hiện tại thì mình thấy là nó cũng chơi game bình thường không cần phải phân que phân quyết gì hết nhưng mà nếu mà có update để mà nó tối ưu hóa hơn tối ưu hóa nhất có thể thì mình cảm thấy là sẽ tốt hơn cho cái con chuột này và cũng như là cái cái reputation uh, của Hyperworks trong tương lai với cái mảng gaming này Thì uh, đây là cái video mà mình review cái con chuột uh, Hyperwork Hyperworks Helios này Thì với cái con chuột này tổng kết đó, thì mình cảm thấy là đây là một cái con chuột mà với cái giá là một triệu ba cả kèm bass á hoặc là một triệu hai nếu mà không có bá đó thì mình cảm thấy là để mà bỏ ra một triệu hai thì mình thấy là với con ba thì vẫn ngon với cái dáng chuột này thì khá là ok dành cho các bạn nào mà nếu mà các bạn cầm G Pro X đó, thì mà các bạn cảm thấy là nó còn vẫn còn to quá hơi to quá, thì các bạn có thể mua cái con này về các bạn xài nó kiểu nó nửa giá của một cái con G Pro X Thì các bạn còn đòi hỏi gì nữa đúng không Nó không có một cái vấn đề gì luôn á Cho nên là mình thấy là Đây là một cái con chuột ok Chỉ là cái click bấm của nó khá là nhẹ Với cái những cái gì mà mình thích thôi Cho nên là thấy là tổng thể thì cái con chuột này Là một cái con chuột mà Hyperwork kiểu Đi đúng hướng trong cái gọi là Đem một cái con chuột gaming về Việt Nam á Thì về những cái vấn đề mà bảo hành rồi đổi trả thì mình thấy là nó còn dễ dàng hơn là những cái con chuột Trung Quốc mà khi mà bạn mua về thì các bạn sẽ phải lăn tăng về cái việc mà đổi trả cái thứ đó. thì mình thấy là cũng ok thì dạ uh, yeah, cảm ơn các bạn đã xem nếu các bạn thấy hay like share và subscribe còn nếu các bạn muốn mua cái con chuột này thì các bạn hãy xuống dưới phần miêu tả và bấm vào link của mình để mà mua cái con chuột này thôi thì ra yeah, cảm ơn các bạn đã xem bye bye